Xin chào quý vị và các bạn đã đến với kênh Nhà 5D. Trước mắt các bạn là sản phẩm vòi nóng lạnh, có mã là TLG03303V, thuộc dòng GS, cao cấp của hãng Toto. Đây là mẫu vòi cao, với kích thước chiều cao tổng thể là 233mm, phù hợp để lắp chung với các mẫu chậu lavabo, âm bàn, bán âm, dương vành. Mẫu vòi này gây ấn tượng với thiết kế, tạo hình khối vuông, với các góc cạnh bo tròn tinh tế, rất sang trọng và hiện đại. Bên cạnh đó, vòi còn có chất lượng gia công hoàn thiện cao cấp với chất liệu chủ yếu là đồng thau, mạ niken chrome. Vòi có lớp mạ nhiều lớp, dày gấp 3 lần thông thường, sáng bóng hơn, giúp chống chịu ăn mòn và độ bền cao hơn. Công nghệ tay cần gạt siêu êm với lõi sử dụng công nghệ van đĩa bằng sứ, chống bám cặn bẩn, giúp khóa nước hoàn toàn. Để biết thêm chi tiết về sản phẩm này, hãy truy cập website nhà5d.vn hoặc liên hệ ngay số điện thoại trong video này để nhận tư vấn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.